Hello, xin chào tất cả các bạn nha. Chào mừng các bạn lại đến với video tiếp theo của mình. Hôm nay mình lại chơi game phần Zombie The Tsunami. Vâng, video này mình sẽ được hưởng 3 viên thuốc đỏ khống chế những quả bom các bạn nhé. Vâng, và video này mình sẽ sử dụng là vâng, khổng lồ bay. Vâng, và xem nó sẽ kết hợp với lại chim biến hình các bạn ạ. Chim biến hình nha. Ok, đây là mình bắt đầu Perfect.
đủ đấy. Oh, my God.
Thank you.